Để em búp đá với. Buôn cho búp đá đi. Đừng đá đi xa đấy, ai đi nhặt được. Búp ơi, đưa bố cầm cặp cho. Búp đá cho anh Bi đi con. Con đá cho anh Bi. Đấy, đúng rồi. Đưa bố cầm cặp cho búp ơi. Đừng đá ra xa Bun nhá. Đưa bố cầm cặp cho. Bé ăn đá không? Xe đạp nhá, cẩn thận xe đạp nhá. Thằng Bùn này. Đá vào chân nhau chứ con đừng đá ra vậy. Con đá như thế thì con đi nhặt nhá. Con đá ra xa đấy thì con đi nhặt nhá. Bùn này, để rủ cho bạn chơi cùng với rủ bạn chơi cùng kìa. Cẩn thận xe máy. Vào đây chơi con. Cẩn thận xe, cẩn thận xe, cẩn thận xe. Bọn này vào đây mà đi nhanh thế nhỉ. Bùn đi nhặt đi. Đá cho bạn đi. Bi đá cho em. Bi chuyền cho em này. Thôi Ben ra chơi đi, tí bố không cho ra đồn nữa. Búp búp đá cho anh đi con. Bùn ơi. Đuổi đi. Bạn đá bóng giỏi đấy. Ôi ơi, đá vào người em ấy con ơi. Sợ quá. Tránh đá vào em nhá. Đâu búp ơi, anh cẩn thận ông đá vào em nhá. Rồi truyền cho anh lớn đi. Mạnh lên. Anh đá cho anh lớn này. Ôi. Ui, cầm chuột vào mặt. Sợ
Đá mạnh lên. Đá nhẹ thôi, đá nhẹ thôi, đừng đá mạnh. Thôi, đá nhẹ để cho các em đá nào. Đá nhẹ. Đá nhẹ, đá nhẹ. Trời ơi. Bún ấy bóng kìa. Mang cặp ra đây, bố cầm cho con ơi. Mang cặp ra đây. Đá cho anh Bun, à đá cho anh Ben. Con đá đi. Suốt.